Hello hello, hôm nay lại tiếp tục lên cho tất cả các bác yêu quý em Sơn Loa Audio. Một con đầu băng cối, nói chung là nếu mà nhận xét về ngoại hình so với tuổi, 50 năm tuổi rồi thì người ta hay nói vui là đẹp lão, nhưng mà thực ra đây là á hậu chứ không phải là đẹp lão nữa. Bởi vì là 50 năm tuổi mà nó còn đẹp long lanh như vậy thì đúng là xứng đáng. Xứng đáng. Đúng là phải nói một từ là xứng đáng với vẻ đẹp 50 năm tuổi, nó quá long lanh luôn, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Mà thiết kế của Sony nó rất thông minh nhé. Hai bên hai cái hộc để tín hiệu vào và nguồn ra là làm cái quai sách luôn. À, tí nữa em sẽ quay chi tiết thùng bè các kiểu cho anh em xem chi tiết. Còn bây giờ em sẽ test cho anh em xem chất âm, nghe chất âm. Còn anh em nhìn thấy clip hào phóng bổ ngay cho em quả like. Bổ ngay cho em quả like, đó là cái điều mà em thích nhất. Còn mua bản đối với em là không quan trọng, bởi vì là những người mà có nhu cầu thì họ đã chủ động kết bạn Zalo hoặc là chủ động điện thoại. Sơn à, con đồng cối mày vừa lên sóng bao tiền? Xem hợp lý để anh. Đấy, nhanh gọn lắm, em bán rất nhiều trong những cái trường hợp như vậy. Còn cái phong cách làm việc của em là làm video YouTube. Đấy, anh em xem là cũng đã ủng hộ thằng em rồi. Đấy, thằng em cày YouTube là chính. Đấy, em mua bản thì em là dân đam mê audio mà. Mua bản chia sẻ cộng sinh, được thì vui, không được mình được chơi cái đã. Đấy, thôi không liên tha liên thuyên. Em nói vòng vo Tam Quốc một tí nhưng mà để anh em hiểu được rồi, phong cách của em là như vậy. Anh em nào có nhu cầu thì anh em chủ động hết rồi. Anh em chủ động alo hoặc là chủ động kết bạn cái số Zalo ấy 0988 434 435 là có thông tin giá cả cho đến chi tiết những cái video ngắn, những cái video chi tiết ở trên Zalo đều có, bởi vì Zalo của em đều là Zalo business hết rồi. Zalo trả tiền chứ không phải là Zalo miễn phí. Đấy, đó là điều em nói thứ nhất. Và thứ hai, anh em nếu theo dõi clip một cách chi tiết, chịu khó xem cho hết đến hết video thì anh em sẽ nghe thấy giá của sản phẩm. Đấy, đó là phong cách của em. Cho nên các bạn cứ nói hiêu nói vượn ở trên comment linh ta linh tinh thì em chỉ đọc thôi, và nói mà không mang tính chất câu từ từ ngữ mà nó không phù hợp với cái tiêu chuẩn cộng đồng ấy thì bị ông chủ YouTube ông cho nick hết. Đấy, cho nên là cái đó thì anh em phải tự hiểu nhá. Còn thôi, không liên ta liên thuyên. Một con đầu cối Sony gần như là mới cứng so với tuổi 50 năm tuổi rồi. Em sẽ test chất âm. Băng đĩa thì bên em rất nhiều. Các clip trước các bác đều biết rồi. Thôi, bây giờ test luôn. Con này là dòng đầu từ sắt, nó chơi nó phê lắm. Mà tính em thì không thích quảng cáo nhiều đâu, phải thực tế. Đấy nhá. Anh em nào có nhu cầu thật sự này, bỏ phòng ngủ cũng rất là đẹp vì nó rất là mi nhon, sạch sẽ đẹp. Rồi. Vừa chơi vừa hướng dẫn cho cả bạn luôn, bởi vì có một số bạn chưa chơi đầu băng cối thì đơn giản mình cứ lắp băng vào, lắp băng được các cái dòng này thì có cái núm chặn này, núm chặn băng đấy, mình cho núm chặn băng vào đấy, núm chặn băng vào, sau rồi mình cho băng sang thôi. Đối với tất cả các dòng Sony nó thiết kế rất là hay, là không cần bị que giống như các tách ấy, là nó có những cái gạt 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 đấy, các cái dòng tách AK nó có cái gạt, nhưng mà còn dòng Sony cứ bắt bắt dây qua thế này là xong, nó rất là nhàn. Đấy, Sony là nó chỉ thế này thôi. Đấy, cái núm này là để giữ băng. Đấy, tôi cho vào đây thôi. Đối với bọn Sony là chỉ bắt bắt dây qua như thế. Đó, em nới bên này tí này, tôi quấn cái này tí này, nới này, quấn này, nới quấn này. Đó, bản chất là nó đi qua cái phần đầu từ này, đầu từ còn rất đẹp bởi cứng luôn đây, đầu từ to to tổ bố luôn đi. Đó, nói chung là hoàn hảo anh em ạ. Đó, nó chỉ bay 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 chỉ dây băng chỉ bay qua đây này thôi. Đó, để cho anh em nhìn thấy rõ thôi. Chứ con này thì nó thật sự là nó không chê vào đâu được, không chê vào đâu được. Em dẫn tín hiệu ra của đầu băng cối vào con âm ly này. Đấy, bây giờ em bật âm ly lên, bật âm ly lên. Đây là Redmi Max, Redmi Max kênh trái kênh phải, ghi
Headphone, khóa, tầm dừng, tốc độ, 3 tốc độ, công tơ mét. Đấy, bật nguồn. Đấy. Đó, mình bật nguồn lên. Đấy, bật nguồn lên anh em nhá. Chế độ nô măng, test vào nô măng. Đó, mình chỉ để chế độ nô măng. Còn play đây, vàng này là cơ học, hoàn toàn cơ học thôi. Play, tua các kiểu. Đó, mình play như này thôi. Đó, bây giờ mình bấm đi lên. Em chọn cái chế độ. Băng này là băng Sơn Ca, Sơn Ca 6. Sony phải nói là hay. 1950, phải nói là hay. Chất âm Sony không chê được. Đây là lần đầu tiên Giao Linh gửi đến giới mến mộ những ca khúc đắc ý được tái thưởng trong suốt 10 năm sân khấu. Bên em thì rất nhiều băng đĩa đây anh em nha, thoải mái. Với phần trình tấu của bốn dàn nhạc lớn nhất thủ đô, Giao Linh, Sơn Ca 6 sẽ đưa bước quý vị vào thế giới đầy âm thanh mộng ảo, với tiếng hát ngút ngàn tình ái, ngùng ngục yêu đương. Và bây giờ xin dành cho tiếng hát Giao Linh. Giao Linh, Sơn Ca 6. Chất âm phải nói là rất hay. Dừng đấy các bạn nhá, tạm dừng đấy, khi mình ấn ghi thì mình cũng ấn tạm dừng, sau đó mình nhả ra cho nó dễ. Anh em thấy hay thì ủng hộ thằng em nha. Nó quá hay luôn ấy.
một con đầu băng cồi Sony ngon bổ rẻ là đây chứ đâu nữa. Chất âm của Sony mà những chất âm mà 50 năm tuổi này ấy, là những chất âm rất mộc, rất hay. Đấy, quay sát cho anh em này, nhìn nó đẹp lắm. 50 tuổi mà đẹp thế này thì còn gì mà chê nữa. Chiều nay bao kỷ niệm còn say trên đường về quê cũ, lối mòn còn đây. Tìm em tôi gặp người trong xóm nói đã sang ngang rồi. Quá hay. Đơn giản chỉ bỏ băng vào và quay thôi, dùng bằng cơ hết. 50 tuổi, anh em nào đam mê đầu cối giá rẻ thì chơi những con này thì hết thuốc rồi, không còn chê điểm nào nữa. Thiết kế có thể đặt đứng một tấn 5 đều được, đấy là 3 tốc độ. Ví dụ như mình chọn tốc độ nhảy hơn này, tốc độ chậm này. Chiều nay tốc độ 91/2 này. Đây là các tốc độ băng chậm hơn. Trên đường về quê cũ, lối mòn con. Đây là ghi. Đây là ghi cánh trái cánh phải. Tìm em. Đây là nguồn. Đây là tua. Ví dụ tua này đó. Tua là nó gọi là nó rất nhanh đó. Tiếp tục tốp này. Rồi tua trái tua phải đó. Tua nhanh tua chậm. Ví dụ bên này đó. Play. Còn đẹp lắm. Đẹp. Này. Đây mở bài 2 nhá. Anh em nghe cho đã luôn. Nốt công quay tép cho anh em nghe nốt bài số 2. Phía đằng sau là con Akai. Nhưng nếu mà nói về Akai thì chẳng qua là cái thương hiệu cho anh em thích thì chơi Akai. Em thì quan điểm của em là em vẫn cứ thích những con đầu cỏ này. Chất âm nó mộc lắm. Quá hay. Bài này là chiều tha hương. Chi lớn say xưa cuộc đời mưa nắng. Sơn ca 6. Chiều nay mưa rơi ướt thân người trai tha hương. Lòng man mác buồn trôi ngàn phương. Ngày mai ra đi dẫn thân mình trong gió mưa. Dưới quán cô đơn say mơ tình xưa. Chuông chiều buông OK, hẹn gặp lại anh em clip 6 nha. Bổ cho em quả like. Em cảm ơn. Quay hơi dài dòng.
trước mặt anh em là một con đầu cổ Sony. Giá ngon bổ rẻ cho anh em nhá. Hàng còn đẹp thế này mà bên em bán nó chỉ rơi vào nếu mà bao ship tròn gói luôn, tặng băng luôn. Đó. Cũng chỉ hơn 7 triệu thôi. Anh em tham khảo nhá.